Ồ, công viên có người tới mua khấm khá đấy. Quá bọn trẻ. À, wow, 1.300. Bây giờ mình chỉ việc mình order pizza cà phê trứng. À, không không không, mình sẽ order đồ chơi để bán cho bọn nhỏ nhỏ ở công viên là được, là ổn. Hi, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Duna đây và chào mừng mọi người đến với tập 4 của tựa game Nobody the Turnaround và làm người dưới đáy xã hội. Ở phần này thì mình quyết định mình sẽ lấy cái happy ending của tựa game này bằng việc sẽ trả nợ 10k cho bọn cho vay nặng lãi và sẽ tiết kiệm thêm 3k nữa để đưa Giao Giao đi học. Đó là những thứ mà mình nghĩ là mình sẽ đạt được để mình lấy được cái happy ending của tựa game này. Và ok, quay lại một tí, đó chính là cái lúc này, chính là cái lúc mà Giao Giao lên đến để gặp mình. Sau khi mà Giao Giao lên và đưa cho mình 20.000 tiền sính lễ và kể hết mọi sự việc là chính là mẹ đã bán Giao Giao như thế nào để lấy được 20.000 tiền sính lễ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ba sự lựa chọn. Ok, bây giờ mình sẽ giải thích tất cả các sự lựa chọn này cho mọi người. Ở lựa chọn đầu tiên này, nếu mà chúng ta chọn lựa chọn này thì chúng ta sẽ trả tiền cho bọn cho vay nặng lãi, là lấy số tiền 20k mà Giao Giao tiền sính lễ ấy, sẽ trích ra 10.000 để trả cho bọn cho vay nặng lãi. Và sau đó chúng ta sẽ lấy 10.000 đó đi làm tiếp để cộng đủ 20k đến cuối cùng. Đủ 20k sẽ trả cho bọn bên nhà mà hứa gả cho Giao Giao này. Tóm lại thì ở lựa chọn này chúng ta vẫn phải trả thôi, nhưng mà thay vì trả cho bọn cho vay nặng lãi thì chúng ta sẽ trả cho bọn bọn đưa tiền sính lễ cho Giao Giao. Nếu mà chúng ta chọn sự lựa chọn này thì chúng ta sẽ trả lại 20k tiền sính lễ cho bọn kia và chúng ta vẫn nợ 10.000 tiền cho vay nặng lãi, và chúng ta chỉ làm để trả 10.000 tiền bọn cho vay nặng lãi thôi. Là ở hai cái lựa chọn này, đưa chọn nào thì chúng ta bắt buộc chúng ta cũng phải đi kiếm 10.000 để chúng ta trả hết. Còn ở cái sự lựa chọn này thì chúng ta sẽ đéo trả cho thằng nào hết, nhưng đến cuối cùng, cuối tháng, chúng ta sẽ gộp lại và chúng ta sẽ trả nợ cho cả hai đầu, đó chính là 30k. Nhưng mà được cái thì bây giờ chúng ta sẽ nhận vào 20k. Nếu mà lựa chọn này vẫn được thôi, nếu mà mọi người có một tí về kinh doanh đấy thì sự lựa chọn này mình sẽ lấy 20k đó để mình mua hàng, để mình bán. Và mình sẽ trả hết tụi nó tổng cộng là 30k vào cuối tháng. Ok, bây giờ thì mình cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình. Mình sẽ trả lại 20k cho cái bọn mà đưa tiền sính lễ cho Giao Giao. Và mình sẽ quyết định là cài 10k để trả tiền bọn cho vay nặng lãi. Mình sẽ chọn sự lựa chọn này. Ôi trời ơi, hai anh em đúng khổ luôn. Đây là lúc mà chúng ta còn ở trong cái phòng thuê mọi người, là Giao Giao ở tạm thôi. Và sau khi chúng ta gọi một cuộc điện thoại cho cô giáo của Giao Giao thì đã để cho Giao Giao về trường để học đại học. Sau đó chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta sẽ mua một vé xe buýt này. Đây. Mua một vé để cho Giao Giao đi về học. Hình như là ở cái sự lựa chọn này là chắc chắn Giao Giao phải đi về. Nếu mà sự lựa chọn khác thì Giao Giao nó sẽ ở chung với mình, nhưng sự lựa chọn này thì Giao Giao chắc chắn Giao Giao sẽ đi về. Là nó sẽ đưa mình qua cái mua vé cho Giao Giao đi về này. Nhưng mà ok, không quan trọng. Bây giờ mình đang có 2k8 và bây giờ mình sẽ đi kiếm một chỗ để thuê tiền tháng luôn, và chúng ta sẽ không thuê ngày nữa. Đây có rất nhiều lưu lượng khách hàng ở đây nè, chúng ta có thể mở được cái gian hàng ở đây bán này. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ... Đây rồi, đây là cái chỗ mà thuê nhà nè. Ta muốn thuê nhà. Chúng ta sẽ thuê nhà tháng để ở, và để cho Giao Giao có thể ở luôn được hôm nay. Thì mình sẽ thuê cái nhà 600 đồng một tháng. Nó nói là 600 đồng một tháng thôi, nhưng mà hình như là phải ở 2 tháng. Nên nếu mà mọi người chọn cái sự lựa chọn này thì chúng ta sẽ... tốn mất 1.200, nhưng mà không quan trọng, bây giờ mình đã có đủ rồi, mình đã có 2.800, mình sẽ thuê căn này. Yes. Việc hàng ngày của chúng ta là chúng ta phải kiếm tiền mọi người ạ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi làm mấy công việc mà bà môi giới hồi nãy bà giới thiệu cho mình, làm ở cái cửa hàng shopping 3 ngày liên tiếp. Thói quen thôi. Nhặt ve chai cái đã. Mọi người nhất định phải nhặt ve chai, thấy ve chai ở đâu nhặt ở đó mới có thể là kiếm đủ tiền mọi người ạ. Ồ, đây rồi.
Tất nhiên là cái công việc mà 3 ngày liên tiếp này nè, mọi người chắc chắn là mọi người đừng bỏ lỡ, vì cái công việc này thưởng tiền bonus là nhiều nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến và làm ngày đầu tiên. Đây, chúng ta sẽ chọn dòng là được giới thiệu vào cái khu mà phân loại hàng. Nếu mọi người muốn tiền nhiều á, mọi người phải đi làm tay chứ mọi người đừng có auto nha. Mọi người nhất định phải làm tay. Bắt đầu, 8 tiếng. Với cái công việc mà xếp hàng này thì tôi có thể tự tin là tôi có thể làm được. Đấy. Theo mình nghĩ á, là cái công việc xếp hàng này là cái công việc mà trả mức lương cao nhất ấy mọi người. Nên mọi người mới mà vào làm á, thì mọi người cứ đè cái công việc xếp hàng này mà mọi người spam, mọi người làm thì mọi người sẽ được đủ tiền. Bây giờ chúng ta sẽ... Công việc này tiền nhiều và hôm nay cộng thêm được tiền bonus nữa thì tuyệt vời luôn. Cục này thì nếu mà sai kích thước thì chúng ta sẽ lộn nó lại. Lộn cái bàn. Đây, hai cục. Ưu tiên những cục bự. Nếu chúng ta thấy cục bự là chúng ta lấy, chúng ta đem lại đây, chúng ta bỏ liền. Đây, cục này cũng vậy. Tiếp theo đó là hai cục phân nữa nè. Mấy cục nhỏ thì... Đừng, mấy cục nhỏ đừng có lấy. Cục nhỏ phế lắm. Đây. Đây. Cục bự, ưu tiên cục bự. Đây luôn. Đây luôn. Một này thiếu một cục bự nữa. Đây luôn. Có thể mình kịp một cục hàng nữa đấy. Đây luôn. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Được rồi. Yeah. Thấy không? Tôi có thể xếp được 11 cục hàng. Và tiền của chúng ta là 339 đồng. Đó. Mọi người cứ làm như vậy thì sẽ chắc chắn sẽ đủ. Đấy là buổi sáng. Buổi sáng chúng ta sẽ đi xếp hàng. Và xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một việc để kiếm tiền cũng rất là ngon. Đó chính là việc đi thu mua dây chai. Bây giờ ta sẽ đến đây để thu mua dây chai. Đây chính là cái quán mà ba này nè. Quán ba này thì có rất nhiều nước. Ồ, đây rồi. Tôi nghĩ là tôi chắc phải nâng cao cái túi ba lô để cho nhận được nhiều đồ hơn mới được. Và đừng quên trả giá nữa. Tuyệt vời. Ủa. Tổng thiệt hại thì chúng ta sẽ bỏ ra khoảng 70.000 để chúng ta mua ve chai. Và chúng ta sẽ bán cho bà ve chai. Ồ, đây nè. Đây là hôm nay là con trai của bà bán ve chai. Bà đến để kêu bà đừng có làm việc bán ve chai nữa. Và đi về theo con trai của bà. Đi về theo con trai của bà đi. À, hôm nay có vẻ như là hôm nay hoặc mai là chúng ta gặp được bà bán ve chai lần cuối cùng rồi đấy mọi người. À, tại vì bà ở đây, bà vẫn ở thôi. Nhưng mà bà níu kéo cái chỗ này là tại vì chồng của bà, nơi lưu trữ tất cả kỷ niệm. Sau khi bà suy nghĩ kỹ thì bà đã đi theo con trai của bà. Bà quyết định là từ bỏ nơi này. À, ở đây có mấy bà nhảy nè. Và sau khi đã nhảy chung với mấy bà này 47-49 lần thì tôi đã mở được cái chức năng là đuổi nói với họ, là kêu họ rời đi chỗ khác. Tôi không biết là chúng ta khi mà nói họ rời đi chỗ khác thì chúng ta sẽ có được công dụng gì. Bây giờ tôi sẽ thử xem. Đây à. À, thì ra là nói với bọn họ đi chỗ khác để cho bọn trẻ chơi bóng rổ này có thể chơi được. Bạn đã thuyết phục được vô số bà dì trả lại sân bóng rổ. Bây giờ thì mấy cái người dì đó nó chuyển lại cái chỗ đào tạo nghề. Và đây là bây giờ bọn trẻ có thể chơi bóng rổ ở đây. Và nếu mà chúng ta muốn chơi bóng rổ ở đây thì chúng ta có thể đến chơi đây mỗi lúc vào trước buổi tối. Thì ra là vậy. Đây, sau khi ăn tối thì giao giao đi bộ. Đây chính là lúc mà hai anh em đi bộ trong các tiệm nè.
và thấy mọi người bán đồ rất nhiều và nảy ra ý định để đi kinh doanh. Bởi vì đồ ở đây thì bán rất là rẻ, rất nhiều. Nếu mà chúng ta mua số lượng sỉ chúng ta bán lại thì rất là rẻ. Và nảy ra ý tưởng để kiếm tiền. Bây giờ thì mình có thể mình bắt đầu được công việc kinh doanh của mình. Đến qua 9 giờ tối thì mọi người nhất định là mọi người phải làm thêm một cái công việc vào buổi tối nữa nha mọi người, mới có thể cài tiền đủ để kịp để trả tiền. Và những công việc buổi tối thì rất là ngắn nhưng mà số tiền thưởng thì lại rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ làm công việc buổi tối này, sau đó ngày mai tôi sẽ đi order hàng hóa để tôi bắt đầu mở cái gian hàng bán. Và chắc chắn là tôi không bao giờ tôi bán bông nữa, tôi sẽ bán mấy cái đồ mà ở đây này. Tôi sẽ order trên đây và tôi sẽ bán mấy cái đồ chơi. Tôi quyết định là tôi sẽ bán mấy cái đồ chơi, hoặc là ngày mai tôi sẽ đi qua ngoài chợ để tôi mua đồ để tôi bán. Và bây giờ thì nhất định là chúng ta sẽ đi làm mấy công việc vào buổi tối ở tu thôi. Này trời ơi, má không ngủ, mắt má mở trần trần, má suy nghĩ gì vậy? Vậy là bây giờ cho dù chúng ta có mướn nhà kịp thì bây giờ Giao Giao cũng chỉ ở chung với chúng ta được một ngày thôi mọi người ạ. Chứ không thể ở chung với chúng ta đến cuối nha. Chắc là cái sự lựa chọn đó là đã đưa chúng ta chỉ ở chung với Giao Giao được một ngày một thôi. Đây, hôm nay chính là cái lúc mà ngày thứ hai để chúng ta làm việc cái sắp xếp hàng hóa. Cái công việc này chúng ta chắc chắn phải làm vì tiền bonus thưởng rất là cao. Đây, đến bởi người giới thiệu làm việc 8 tiếng. Ok. Ơ, nhanh vậy. Hôm nay nhận được 800 đồng rồi à. À, buổi tối thì nó cũng tính vào cái tiền mà chúng ta làm việc 3 ngày luôn mọi người ơi. Vậy là chỉ với 2 ngày là chúng ta sẽ nhận được tiền bonus 800 đồng rồi. Wow, tuyệt vời. Hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ tới xe buýt để tôi đi qua để tôi kiếm chỗ tôi mua một số nhập đồ về cho tôi bán. Đây, chợ Mới Mặt, tôi nghĩ là nằm ở chợ Mới Mặt á. Chúng ta cùng đi tham quan thử nè. Ồ, đây rồi. Ồ, đây là cửa hàng này. Tôi muốn mua sỉ. Ui, 2.000, mắc quá, mắc quá. Thôi không ổn rồi mọi người ơi. Tại vì quá mắc, chúng ta không mua nổi để chúng ta bán đâu. Nên tôi quyết định là tôi sẽ đặt. Chúng ta sẽ bán đồ này đi, rất là rẻ, chỉ có 200 thôi. Trong khi cái đó kia đồ toàn là 2k không. Bây giờ tôi sẽ mua hết tất cả cái này, mỗi thứ một cái. Rồi chúng ta sẽ bán dần vào tới ngày 20 là chắc chắn là tôi nghĩ sẽ bán hết cái này. Tại vì mỗi thứ chỉ có 25 thôi, chứ không đến nổi nhiều chúng ta có thể bán được. Nên chúng ta mua thôi. Mua mỗi thứ một cái thôi. Ồ, phải 2 ngày sau thì bây giờ mình mới nhận được cái số hàng hóa này để mình đi bán. Ok, 2 ngày vẫn được thôi. Còn bây giờ chúng ta phải đi mua dây chai thôi. Rảnh là đi mua dây chai, sơ hở là đi mua dây chai. À, hôm nay hình như hàng về. Hàng về bây giờ chúng ta sẽ vào đây để chúng ta lấy đồ để chiều nay chúng ta đi bán mọi người ạ. Cô có thể kiểm tra giúp tôi coi có thùng hàng nào không? Đây rồi, nhận thôi. Nhận hết. Ờ, nhiêu đây đồ cũng khá là nặng đấy. 17kg. Vậy là công cuộc bán dây chai của chúng ta ít lại đi rồi. Nhận hết đi. Tuyệt vời. Bây giờ 16 giờ thì còn quá sớm. 17, nói cái 17 giờ luôn rồi. Chúng ta đi bán. Hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ bài ở đây tôi bán. Tôi nghĩ là ở đây tôi sẽ bán được. Để hôm nay chúng ta bán ngày đầu tiên thử xem sao. Ở đây hình như có một cái chỗ để bán đồ ấy. Đây nè, chính là chỗ này. Chúng ta sẽ bài ở đây để chúng ta bán đồ. Ở đây bán gì ta? Ở đây mọi người bán gì? Mọi người bán túi sách nè. Tôi sẽ bán đồ chơi và bán cái đồ này. Ok, hôm đầu bán thử 4 tiếng đi nào. Ok nhé. Bán rồi. Cái gian hàng nhìn xịn vậy. Đấy, ít ra cũng phải như vậy. Nhưng mà mọi người đi ngang không có mua nha. Ồ, vẫn được, vẫn được. Nói chung là chúng ta bán vẫn được. Bán được 10 nè. Vậy là ở đây chúng ta sẽ đi bán đồ. Tại ở đây là cửa hàng đồ.
Mọi người xung quanh mọi người bán rất là nhiều đồ túi xách nữa nè. Mình sẽ đi bán đồ ở đây. Ở đây chủ yếu là bán đồ được. Và tôi sẽ đi test hết chỗ để xem chỗ nào bán sẽ ngon nhất là chúng ta sẽ đi lại chỗ đó chúng ta bán. 500 đồng, có thêm thu nhập cũng được. Đây. Bài một kiện hàng ở đây. Ồ, công viên có người tới mua khám khá đấy. Bà bọn trẻ. À. Wow, 1.300. Bây giờ mình chỉ việc mình order pizza cà phê trứng. À không không không. Mình sẽ order đồ chơi để bán cho bọn nhỏ nhỏ ở công viên là được, là ổn. Tôi sẽ order mỗi thứ hai phần nữa. Tôi phát hiện ra rồi. Vậy là bán một buổi chúng ta sẽ được thêm 10.000, 1.000 nữa. Quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. À, bây giờ trời đã tối. Tối thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm gì đó ăn đi. Để còn đi làm một job vào buổi tối nữa. Cái điểm tôn trọng chỉ còn 26 thôi. Tôi nghĩ là tôi phải đi làm tình nguyện rồi. Để cái điểm này có thể tăng lên. Chúng ta có thể dễ bán đồ hơn ấy mọi người. Vậy thì cái số mà công việc chuẩn để có thể kiếm được tiền đó chính là sáng. Chúng ta sẽ làm một công việc 8 tiếng đến chiều. Chiều đi gom dây chai bán cho đến khoảng 5 giờ. 5 giờ thì mình sẽ bày ra cái khu gian hàng để mình bán tiếp. Và đến cuối cùng bây giờ thì tất nhiên là không thiếu đi làm cả đêm rồi. Như vậy là chúng ta sẽ tối ưu được số tiền nhiều nhất. Bắt đầu. Yeah, hôm nay là ngày cuối cùng và chỉ còn có một ngày duy nhất nữa thôi. Đầu tiên thì hôm nay và chúng ta đã có 100 y và chúng ta đã có 12.200 đồng. Tôi nghĩ là hôm nay tôi sẽ kiếm được thêm khoảng 800 đồng nữa đấy mọi người. Ok, trước mắt thì bây giờ chúng ta sẽ tắm cho một ngày làm việc cuối cùng thật là sảng khoái đi nào. Hôm nay sẽ phải trả hết nợ. Vứt duyên trả áo luôn. Đầu tiên thì qua bên chỗ làm đi. Như thường lệ, làm một công việc 8 tiếng. Này, này làm phát kiếm 300 đồng nữa. Được tay rồi. Được 350. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. 12.600 rồi. 12.600. Bây giờ được tay thì còn bài bác sĩ cái. Sau đó chúng ta sẽ đi gom chai chai và bán ở hôm nay sẽ bán ở công viên. Này, ăn phát đi. Ăn đại này đi. Cái bột chiên. Cho con thêm một phần nữa cô ơi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi mua ve chai. Ôi sao đi chậm thế. Hôm nay mua sắt đi. Mua sắt hoặc là mua lon. Bán cho nhiều tiền. Ở đây. Cũng được. Như đây cũng tạm. Thôi qua bên công viên bán đồ nè. Ôi đi qua công viên phát mất hết 1 tiếng đồng hồ luôn rồi.
Bây giờ còn lết theo kiểu rùa bò này nữa thì tớ bán đồ đến khi nào? Hy vọng sẽ bán được khoảng 300 đồng. Hy vọng là thế. Sau đó tối đi gom dây chai và bán nữa. Chai được 13k. Bây giờ là 5:49. Sắp 6 giờ chiều. Không biết chúng ta có thể bán được 3 tiếng hay không đây. Đây, bài hàng nào. Tôi chỉ còn có hai thứ để tôi bán thôi. Bắt đầu. 4 tiếng. Nãy bán được bao nhiêu tiền đây? Ừ, có những khách hàng thân thuộc của tôi. Mấy em, chào mừng mấy em tới nha. Ồ, chỉ có 100 thôi, chết tôi rồi. Này bú thiệt rồi mọi người ơi. Thay đồ cái ra. Ồ, không thể để được. Không thể như vậy được. Thay đồ phát đi. Rồi đi bán dây chai 5345 kiểu là một shop buổi tối nữa. Đây. Tối chúng ta đi làm một công việc xếp hàng nữa. Tôi hy vọng sẽ đủ tiền. Liệu hôm nay chúng ta có thể đủ tiền? Yeah, 200 đồng. Có thể đủ không? Ngày 30. Quá tuyệt vời. Vậy là hôm nay mới là ngày cuối cùng. Bạn có tiền là được. Bạn đã hoàn thành để giải quyết tất cả. Wow. Vậy là hôm nay ngày cuối cùng và tôi đã có đủ số tiền là 13.000 mọi người ơi. Tôi tưởng đâu là ngày hôm qua ngày cuối cùng. Tôi đã chạy sắp mặt lờ. Vậy là được rồi. Vậy là chúng ta đã có đủ 13.000. Hôm nay ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng mà chúng ta sẽ kiếm thêm một tí nữa. Hôm nay mặc dù chỉ còn có một ít đồ nhưng mà chúng ta vẫn bán nốt cho ngày cuối cùng này. Đây, 62. 62 kg. Cao 1m7. Bruh. Bài ra cũng khá nhiều đồ ấy nha. 182 vẫn được, ok. Wow. Đây chính là những thứ mà tôi mong chờ. Đây rồi mọi người ạ. Đây. Và hôm nay tôi đã kiếm đủ tiền 13.000 và đã đủ tiền cho Giao Giao đi học. Và một vài tháng sau thì Giao Giao đã được học tại một trường đại học hoàn hảo. Bây giờ tấm hình không chỉ có mình Giao Giao mà tấm hình đã có mặt thằng đầu bùi rẻ rách này chụp chung rồi, thằng anh của nó đã được chụp chung với nó rồi. Xúc động thật sự. Hai người chụp ảnh chung trước cổng trường và đây theo mình nghĩ chính là cái tấm giấy để nhập học. Ôi. Phải thừa nhận rằng bạn còn một con đường dài nữa để đi. Nhưng bạn đã chứng minh rằng bạn là người làm chủ số phận của chính mình. Mọi thứ đều có thể nếu như mà bạn cố gắng. Turn around. Và xin giới thiệu với mọi người, đây chính là cái kết best ending của cái tựa game Nobody the Turn Around của chúng ta. Và đây là cái kết khi mà chúng ta đã thành công trả được hết tất cả số tiền cho em gái đi học và đã trả được 10k cho bọn cho vay nặng lãi. Và em gái của mình sẽ không có bất kỳ mà bán cho cái ngôi nhà nào hết. Đây, bạn lái xe đến thành phố. Bạn nhận được công việc bốc gạch là lần đầu tiên. Đây là tất cả các quá trình mà chúng ta đã làm việc cực khổ để có được 13.000 để cho Giao Giao đi học và cho trả nợ. Nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta vẫn làm được với số tiền 13.400 đồng. Là vừa đúng luôn đấy mọi người. Vâng, đó chính là good ending của trò chơi Nobody the Turnaround. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút like và nút đăng ký để các video tiếp theo chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.